tiên mình sang Thái, còn Vân thì là lần thứ hai rồi. Nhưng mà đây là lần tiên bọn mình đi chung với nhau, chỉ có hai đứa đôi đi sang nước ngoài. Ok. Mình nghĩ ở đây chắc là cái chuyến đi có phải nói là kỳ lạ nhất từ trước đến giờ của mình. Tại vì từ cái lúc bọn mình lên ý tưởng, có nghĩa là cái lúc nó hỏi mình ở đi hay không, trong vòng chưa đến 10 phút bay đặt về bay, trong vòng xong xuôi chưa đến 10 phút là bọn mình đã có mặt ở đây ngày hôm nay, ở đây tác giả của chuyến đi này. Bọn mình sẽ đi khoảng 2 ngày 2 đêm, thì khoảng thời gian cũng là hơi ngắn, nhưng mà mong là sẽ ăn được hết Bangkok và sẽ xem được nhiều địa điểm ăn chơi thú vị ở đây. Ok, sẽ hẹn cho mọi người nha. Ok. Bye bye. Kim Khan, hãy yêu của Kim Khan. Shine.